ở ngoài kia rất nhiều người luôn tin rằng phong thủy là một cái đấu pháp gì đó mà chỉ cần đeo một cái vòng tay hay đặt một cái viên đá vào một cái vị trí gì đó là có thể thay đổi hoàn toàn được một cái vận mệnh của con người Thế nhưng điều đấy là và cùng chào đón với Netflix Story trong ngày hôm nay. À, xin chào đón sự quay trở lại của Master Phùng Phương, à, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy thế giới. Vâng, xin được chào uh, Master Phùng Phương. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Trong cái phong thủy học ứng dụng thì cái yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa tác động như thế nào đến vận trình của con người và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng và ứng dụng ba yếu tố đó để tạo nên một cái vận hạn để tạo nên một cái cuộc sống trong năm 2021 với rất nhiều sự bình an. Dạ vâng thì trước hết là tôi cũng muốn chia sẻ cái quan điểm về thiên địa nhân và thần trợ ấy. nó là gọi là tứ quyết tứ quyết ở trong phong thủy thực ra thì tôi biết rằng ở ngoài kia rất nhiều người luôn tin rằng phong thủy là một cái đấu pháp gì đó mà chỉ cần đeo một cái vòng tay hay đặt một cái viên đá vào một cái vị trí gì đó là có thể thay đổi hoàn toàn được một cái vận mệnh của con người Thế nhưng điều đấy là hoàn toàn là không chính xác vì cái số phận của con người được quyết định bởi bốn yếu tố mà tôi đã nói là tứ quyết đó yếu tố về thiên là yếu tố về thời gian yếu tố thứ hai là địa là những cái sắp đặt và những cái trường khí của cái môi trường xung quanh chúng ta mà mình có thể hiểu nôm na là nhà ở và cái văn phòng của mình đúng không và yếu tố thứ ba là yếu tố nhân nhân chính là những cái ngũ hành trong nó vận hành ở trong cái cơ thể con người trong cái vận mệnh của một con người và yếu tố cuối cùng khi mà chúng ta đã đạt được thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì sẽ có chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái gọi là thiên địa nhân hợp nhất. Khi mà chúng ta đã đạt được trạng thái thiên địa nhân hợp nhất như vậy, nhưng cái yếu tố cuối cùng nó là yếu tố về thần trợ. Chúng ta làm phong thủy thì chỉ được thiên địa nhân hợp nhất thôi. Khi mà có cái sự uh, tiếp dẫn và được sự cho phép của thần Phật thì chúng ta mới có thể ứng được những cái phong thủy đó. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nói rằng là đức năng thắng số đúng không? nhân quả mới là cái điều vận hành cả cái cả cái thế giới này thì đó cũng hoàn toàn là chính xác đối với cả phong thủy thôi phong thủy chính phái cũng luôn đề cao cái việc mà tích đức Hành Thiện và luôn đề cao cái việc là tâm đạo là nó lớn hơn là những cái thuật số thay đổi uh, trong phong thủy Chính vì vậy nên uh, khi mà chúng ta hiểu được bốn yếu tố này sau đó mới tính đến cái việc là đặt cái viên đá ở đâu thay đổi cái hướng cửa như thế nào hay đeo cái vòng tay gì thì lúc đó nó mới có thể có cái sự ứng nghiệm của nó. Tôi cũng nghe có một thông tin rất là hay đó là được biết là Master Phùng Phương, thành viên của hiệp hội phong thủy thế giới cũng đã có một cái bộ mật pháp cải vận 100 trăm ngày, Bà đã được nghiên cứu rất là nghiêm túc và rất là cầu kỳ, đúc rút từ những cái thực tế kinh nghiệm ở trong cái đời sống này và đã giúp rất nhiều người giải hóa được những cái khó khăn của cuộc sống của mình vậy thì liên quan câu chuyện này thì chắc hẳn là với thanh liêm và rất nhiều quý vị khán giả sẽ đang thắc mắc là à, bộ mặt pháp đó của năm Tân Sửu 2021 đó thực sự như thế nào và tại sao à, Master Phùng Phương lại dày công nghiên cứu đến như vậy và mục đích của nó cuối cùng là gì? Ạ? Trong năm vừa qua thì tôi đã có rất là nhiều những thân chủ biến đổi rất là tốt và vận trình của họ tôi đều có một bạn trợ lý bạn đi xuyên suốt theo khoảng thời gian mà tôi đã tư vấn đó những bạn trợ lý đó sẽ ghi lại là những công việc mà những người thân chủ của tôi đã thay đổi. À, rồi tôi tổng hợp lại thành một cái bộ là những cái công việc mà họ làm để mà dẫn tới được những cái biến đổi trong vận trình đó. Và không chỉ có tôi mà còn có những người bạn của tôi ở trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Và trong đó thì tôi tổng hợp lại khoảng 1.600 thân chủ. Và tôi đã tổng hợp lại tất cả những thông tin là họ đã làm gì họ đã làm gì để mà biến chuyển. Vậy thì tại sao lại là 100 ngày? Và ngoài cái bộ mật pháp 100 ngày tôi còn có một bộ mật pháp là một mật pháp ngày xuân. À, tại sao lại phải là ngày xuân và tại sao lại phải là 100 ngày? À, vì như tôi đã chia sẻ trên cái phần mà nói về bán thờ ấy, khi mà chúng ta vẫn còn giữ cái năng lượng của năm cũ chuyển sang năm mới mà các bạn đã biết rồi là mỗi một năm cũ và năm mới cái đấy, cái phong thủy nó khác nhau hoàn toàn. Thì trước hết là chúng ta phải dùng những cái phương pháp để mà bỏ hết tất cả những cái năng lượng của năm cũ đi đã và sau đó chúng ta sẽ đón chờ những cái năng lượng của năm mới. Nó cũng giống như cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta chưa thải được hết độc ở trong cơ thể mà chúng ta đã đã bồi Dùng bổ vào những và cái những vitamin này rồi là những cái thuốc bổ đó thì là hai cái hai cái năng lượng và hai cái gọi là cái chất hai các cái thành phần hóa học nó sẽ lẫn lộn và nó sẽ có tính chất đấu phá nhau. Có tính nó. chất đấu phá sẽ làm cho những cái À, lại sẽ làm cho những cái đấu pháp của mình nó không được phát huy đúng tác dụng đó cũng là lý do tại vì sao rất là nhiều người nói rằng là tôi làm phong thủy rất là kỹ nhưng đâu cũng không mang lại được kết quả gì vì cái thuốc bổ đó nó nuôi những cái mầm bệnh nó chỉ nuôi những mầm bệnh nó đâu nuôi có được cơ thể đâu đúng không ạ nên là trong những cái ngày xuân chính là cái thời điểm mà quan trọng nhất để mà chúng ta cải biến về phong thủy À, cũng giống như trong cái việc chữa bệnh thì nó cũng chỉ có một cái giai đoạn vàng để mà chữa bệnh thôi. Qua cái giai đoạn vàng đó cái việc chữa bệnh nó sẽ rất là vất vả và chúng ta nhớ là có một yếu tố nữa là về thần trợ. Đó là tích đức hành thiện. À, có hai việc mà chúng ta không cần phải xem ngày, không phải cần phải chọn giờ tốt để mà chúng ta có thể làm hàng ngày. Đó chính là làm từ thiện và phóng sinh. Vâng. Vậy thì uh, câu chuyện đặt ra là chúng ta đã cùng trò chuyện năm 2020 về cái câu chuyện về thiên tài dịch bệnh đó là một câu chuyện chung của rất nhiều người của rất nhiều những ai đang lo lắng về cái câu chuyện của năm 2020 khi dịch bệnh quét qua tại Việt Nam và năm 2021 với Master Phùng Phương đang ngồi đây thì những cái dự báo của Master Phùng Phương thế nào trong năm 2021 và liệu rằng năm Tân Sửu này có thực sự là một năm kim vượng hay không có một năm mà kích hoạt rất nhiều tài lộc hay không hay sẽ là một năm với rất nhiều các cái vấn đề biến động ở tại Việt Nam cũng như là thế giới thì dự đoán về năm 2021 đó không phải là cái quan điểm của cá nhân tôi mà tất cả những cái vị phong thủy sư đã cùng nhóm họp đã họp bàn và cùng thống nhất rằng năm 2021 sẽ là một năm rất biến động về chính trị trên thế giới nhưng cũng sẽ tạo ra một cái làn sóng rất mạnh mẽ tài chính năm 2021 sẽ là cái tiêu điểm tạo nên cái sự thay đổi trong kinh tế năm 2021 sẽ là năm để mà tích lũy của cải tích lũy tài sản chứ không phải là một năm để mà đầu tư mạo hiểm và chúng ta hãy cùng đón chờ năm 2021 với rất nhiều thử thách nhưng đương nhiên rồi chỉ có những thử thách chỉ có những cái hoàn cảnh đặc biệt mới sinh ra được những nhân tài kiệt xuất đúng không nào và nên trong nguy thì có cơ và tôi rất là thích những cái thời khắc khi mà có nhiều sự thử thách vâng à, thưa master phùng phương là chúng ta đang bước vào vận trình của năm 2021 tân sửu vậy thì để mà gửi gắm tới toàn thể quý vị khán giả của Invest story vtc 10s việt à, thì không biết là master phùng phương sẽ muốn chia sẻ về điều gì của năm 2021 à, những lưu ý cụ thể gì và những lời chúc tốt lành như thế nào tới toàn thể quý vị khán giả à, tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của tôi sẽ một phần nào đó giúp các bạn à, an tâm trên cái con đường đón chờ năm 2021 cái điều quan trọng nhất là chúng ta hãy tống tiễn tất cả những cái suy nghĩ của năm cũ và đón chờ một năm mới mạnh mẽ hơn. Và tôi tin chắc rằng những điều tôi đã chia sẻ trong bộ mật pháp Xuân Tân Sửu cũng như bộ mật pháp 100 ngày hóa giải vận hạn sẽ tống tiễn tất cả những điều của năm cũ và chúng ta sẽ đón chờ một năm mới với đầy thành công và tài lộc. Và qua chương trình tôi cũng xin chúc Bách Gia chăm họ một năm mới an khang, thịnh vượng và phúc thọ khang ninh. Và một lần nữa xin cảm ơn master Phùng. Phương. Điểm đến của master Phùng Phương là gốc sâu nhất của phong thủy là tâm, đạo cao nhất của phong thủy là hành thiện, tích đức.